trình của chúng ta ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ Thu Quyến. Cô là một trong những thành viên của ban nhạc dân tộc duy nhất tại Đà Lạt. Vâng, xin chào cô ạ. Chào, xin chào Xuân Long và xin kính chào quý vị khán giả của Cao Nguyên Yêu Thương. Vâng, và cô có thể cho Xuân Long biết là tại sao cô lại chọn đàn tranh là sự nghiệp của mình ạ? Lúc nhỏ, những lời ru à ơi ấm áp và yêu thương của mẹ cũng là chấp cánh cho cô trên đường bước đến với cây đàn tranh. Khi thi vào trường Quốc gia Âm nhạc Huế thì cô đã chọn cây đàn tranh để học, bởi tiếng đàn tranh thật ngọt ngào và ấm áp như lời ru của mẹ. Và không biết bây giờ cô sẽ gửi đến các bạn khán giả tác phẩm nào ạ? Xin kính gửi đến quý vị khán giả và Thu Quyến sẽ trình bày tác phẩm Ru Con, phát triển dân ca Nam Bộ của Xuân Khải. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Thu Quyến với những giai điệu thật là đậm chất quê hương, nhẹ nhàng và êm ái như chính lời ru của mẹ. Hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hài lòng với phần trình diễn vừa rồi. Còn bây giờ thì Xuân Long và nghệ sĩ Thu Quyến xin nói lời chào tạm biệt.